Nằm cách cổng chào xã Đông Quan một quãng ngắn, điện thờ nhà bà Liệu lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Lặn lội đường xa đến đây, chị Hiền muốn nhờ bà Liệu áp vong gọi hồn để hỏi về công danh tài lộc, số mệnh trong năm mới. Dù trong số lễ vật được chị Hiền bày ra không có cau để bổ, thế nhưng bà Liệu vẫn dặn một câu mà thời gian gần đây đã trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội. Có những cái gì đúng con phải nhận đúng nhanh. Sau vài phút hành lễ và một động tác vuốt mặt, bà Liệu tự nhận một vong linh bé trai trong gia đình chị Hiền đã nhập vào người và ngay lập tức cất giọng hù dọa. Thôi bây giờ ở cái đất này chị khó biết á, bọn xung quanh đất về về toàn vong người chết sợ lắm cơ. Ra đã gặp người âm vào gặp người âm. Anh hiểu đi chứ? Xe thì em đổ cho anh ấy đi xe cho an toàn nhé. Đợt này mà không ra vái coi chừng đấy. Khi chị Hiền than phiền về bệnh thoái hóa đốt sống do 10 năm làm công nhân may, phải ngồi liên tục, vong linh nhập vào bà Liệu khẳng định có thể chữa khỏi bằng một loại nước thánh ở trên bàn thờ. Thế nhưng để được thánh đồng ý cho nước thì bắt buộc phải gieo quẻ. Này, quẻ đắng chả? Chưa. Xin nước cho. Vẫn chưa được. Này, không đặt tiền có lâu là với chỗ. Đã được luôn. Đã. Không tin tựa tiền sao có thuốc hướng. Để thôi nha, hết đường luôn nhé. Chai nước thánh trên bàn thờ chỉ là một chai nước khoáng thông thường, còn nguyên nhãn mác và có thể mua ở bất cứ tiệm tạp hóa nào. Thế nhưng với niềm tin mãnh liệt và những lời hướng dẫn của vong linh mà bà Liệu tự nhận nhập vào người, chị Hiền quyết chữa bệnh bằng thứ nước thánh này. Sao mà khỏi được cái bệnh? Chán. Thoái hóa nó sáng nào cũng dậy tế người. Phải xoa bóp xong mới dậy được. Chỉ trong một buổi chiều, bà Liệu liên tục gọi tới 5-7 vong lên để nhập vào bản thân. Vong nào cũng là thai nhi bị người trong gia đình phá bỏ khi đang mang bầu và hù dọa người đến xem bằng những câu chuyện rùng rợn bịa đặt. Dù bận rộn vì hết vong này đi, vong kia đến, thế nhưng bà Liệu vẫn không quên nhắc khách đến xem liên tục đặt tiền. Trong nhà bước ra ngoài vặt tay này, một đường này ra cái đường cái, một ngà đi ra đường hoang vu ơi, sợ lắm, được người chết sợ lắm. Muốn tôi chết lắm. Thế em lại ở một mình. Hình người thế mạng đi nha. Không có là sang trung tuần tháng năm có nhiều cái đau đớn. Nhớ phải làm đúng như ta bảo mới được nhá. Làm đúng như vong bảo, tức là gia đình người phụ nữ này sẽ phải chuẩn bị một số tiền từ vài triệu cho đến cả chục triệu đồng để bà Liệu làm hình nhân thế mạng, làm lễ giải hạn cho những điều bịa đặt ma mị mà bà Liệu giả dạng vong nhập để hù dọa khách đến xem. Chân tướng thực sự của bà Liệu thì cả xã Đông Quan ai cũng biết, thế nên khách đến xem bói gọi hồn cũng chỉ toàn những người từ nơi xa. Riêng đối tượng này thì đối với người dân địa phương thì không ai tin tưởng bà và cũng không có ai đến để xem trực tiếp của đối tượng này, mà chủ yếu là người ở địa phương khác. Cách đây một thời gian, bà Liệu cũng đã từng bị khách đến xem vạch trần những thủ đoạn lừa đảo trên các trang mạng xã hội. Sau đó công an xã Đông Quan cũng đã tiến hành xác minh xử lý. Thế nhưng ngựa quen đường cũ, những chiêu trò hù dọa mê tín dị đoan vẫn ngày ngày diễn ra tại điện thờ này nhằm trục lợi bất chính từ những người dân đặt niềm tin nhầm chỗ. Một buổi áp vong gọi hồn xem bói tại điện thờ nhà bà Liệu, mọi quy trình vẫn diễn ra bình thường như suốt 20 năm nay. Chỉ khác là khách xem bói hôm nay không phải là những con nhang đệ tử thường xuyên lui tới, mà là ekip phóng viên của VTV cùng camera giấu kín. Tất nhiên, chẳng có vong nào báo trước cho bà Liệu điều này. Thế nên, mọi chiêu trò hù dọa vẫn được bà Liệu diễn như thật. Nhập vai sâu đến mức, vong âm cũng bắt kịp cả trào lưu đúng nhận sai cãi đang phổ biến trên mạng xã hội. Đắp cát nhà cửa ra chung bố mẹ mình ở, cái gì đúng chị bảo đúng nhưng gì sai chị cãi mau em lại xoay cho anh. Lại tả nhà mình nhá, trong nhà đi ra có một cái ngả ngã ba đường. Nhận xem. Tiếp rằng là có ngả ngã tư đường. Nhận đi. Ở đất này đêm khuya thanh vắng trái chó dở rồi. Lùi ra bước đằng sau cái.
thấy sợ sợ ghê. Chị có thấy sợ sợ không? Là có vong thần tà nghịch từ nữ nhi cực kỳ dám ăn. Phải đi tắm nước thơm cho bé, cho quần, cho áo, cho nhà, cho cửa, cho xe, cho pháo, cho sách bút đủ thứ trên đời. Bé sạch sẽ, bé thơm tho, bé sung sướng, bé về bé giúp cho đủ đường. Muốn có đủ thứ trên đời để đáp ứng yêu cầu của vong thì tất nhiên phải có tiền. Mà người đại diện vong nhận tiền dương để chuyển thành tiền âm chính là bà Liệu. Là cứ có cái vong nó cứ ám chặt theo cháu. Nên là cháu về cháu phải tách đường ấp. Ở đây là cô làm là làm là tốn. Mỗi đứa cũng phải hết hơn 10 triệu, có đứa 10-15 triệu, có đứa nó hơn tí. Đấy nó linh tinh lắm, nó không có một cái giá nào. Cho nên là tốn được người âm lại giả lọc cho mình, không phải lo à. Không biết đang được lên truyền hình, bà Liệu tiếp tục diễn vai vong nhập, hù dọa tiếp tất cả những thành viên còn lại trong ekip của VTV. Anh ơi, anh kia cũng biết nhà em nhé. Mà tình duyên anh thật tục tạc thế. Hiểu không? Có đường ngăn cắt. À, tức là có đường có người ngăn trở. Có người ngăn trở. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi ạ. Đang có cái trục trặc. Nói thật với quý vị rằng là tôi đã phải cố gắng nhịn cười cho đến khi ra tận đây, cổng xã nông thôn mới, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bởi vì là như trong câu chuyện vừa rồi quý vị có thể thấy rằng là bà thầy bói có nói rằng là cái đường tình duyên của tôi trắc trở đến tận bây giờ tôi vẫn chưa lấy được vợ bởi vì là có cái duyên âm nó ngáng trở. Thế nhưng mà thực tế thì tôi đã có gia đình từ 10 năm trước. Điều đó có thể cho thấy rằng là tất cả những cái câu chuyện mà như chúng ta vừa theo dõi chỉ là những cái câu chuyện mê tín hoang đường được bịa đặt ra nhằm trục lợi từ những cái người mà có cái niềm tin vào những cái điều mà mê tín dị đoan. Lãnh đạo xã Đông Quan khẳng định đây là hành vi trục lợi từ hoạt động mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như tiêu chí của một xã văn hóa nông thôn mới. Thì đây thực sự là một cái trường hợp là dựa vào cái lòng tin của con người đến xem để mà trục lợi cho cá nhân, hù dọa rồi thì làm các cái biện pháp mà mang cái tính mê tín dị đoan là không có thực. Bói toán được xem là hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật. Nếu hành vi bói toán gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận, đưa thông tin sai sự thật nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện các cơ quan chức năng của xã Đông Quan và huyện Đông Hưng đã triệu tập bà Liệu lên làm việc. Ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên VTV về tình trạng buôn thần bán thánh, trục lợi từ hành vi mê tín dị đoan tại cơ sở thờ tự của bà Liệu, Ủy ban nhân dân xã Đông Quan đã ngay lập tức cử một đoàn công tác xuống hiện trường kiểm tra thực tế. Trong gian nhà thường được bà Liệu sử dụng để áp vong gọi hồn, có tới gần 200 bát hương để dọc hai bên điện thờ. Số bát hương này là của những người thường xuyên đến đây cúng bái và bị bà Liệu hù dọa nên phải để bát hương lại đây để thờ cúng vong âm. Dù tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng khi đối diện với các cơ quan chức năng, bà Liệu vẫn không thừa nhận hành vi vi phạm. Tất cả những cái gì này khác về phần vong âm, này khác người âm gọi lên, còn làm hay không là tất cả là do của những cái người ta đến với mình người ta làm. Chứ cái này tôi không bắt ai, tôi không ép ai cả. Chị lấy vong linh, chị lấy ma quỷ ra chị dọa người ta thì làm hình thức bắt ép được gì, thức dọa dẫm để chị không phải là dọa. Đây là người âm người ta gọi lên như thế, gọi như thế, còn làm hay không làm của tùy của mọi người chứ tôi có bắt đâu. Tuy nhiên, với những hình ảnh chân thực được ghi lại bằng camera giấu kín thì cơ quan chức năng khẳng định những gì bà Liệu trình bày chỉ là bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật. Là cứ có cái vong nó cứ ám chặt theo cháu, nên là cháu về cháu phải tách đường ấp. Ở đây là cô làm là tốn. Mỗi đứa cũng phải hết hơn 10 triệu, có đứa 10-15 triệu, có đứa nó hơn tí. Đấy nó linh tinh lắm, nó không có một cái giá nào. Hiện nay là ủy ban xã chúng tôi thông báo cho bà là cái hành vi của bà là trái quy định của pháp luật nhé, chứ không phải là bà biện luận từ nãy đến giờ, nhưng mà toàn bộ cái hành vi của bà là trái với quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý, hoặc là bị xử lý hành chính, hoặc là khởi tố hình sự theo tùy từng cái mức độ hành vi của bà nếu cơ quan pháp luật chứng minh được. Thế còn thay mặt ủy ban xã thì cũng yêu cầu bà Liệu là dừng ngay các cái hoạt động mê tín dị đoan nhé. Ngay trong sáng 15 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Đông Quan đã triệu tập bà Liệu lên làm việc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lợi dụng hoạt động gọi hồn xem bói để trục lợi với mức xử phạt là 3 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu bà Liệu viết cam kết không tái phạm và đóng cửa cơ sở thờ tự trái phép, giao cho cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục kiểm tra giám sát, kiên quyết không để bà Liệu tái diễn tình trạng tuyên truyền mê tín dị đoan trên địa bàn xã.